Thế bây giờ sóc đĩa bịp đỉnh nhất là cái gì anh? Sóc đĩa bịp đỉnh nhất đấy là sóc đĩa xanh chín. Cái mục đích của người đi sóc đĩa bịp ấy thì cũng muốn là những cái người chơi cùng không biết là mình đang bịp đúng không? Chứ cái đỉnh nhất của bịp thì nó là xanh chín. Đây này, bát đĩa quân xanh chín đúng không? Mình sóc làm sao cho nó là xanh chín nhất này. Đây này. Đấy. Đấy. Tiếng này này. Đánh gì anh? Hả? Tiếng này là đánh gì? Ba đen cửa thừa đủ cả cái thành phố Hà Tĩnh như mày. Chắc chắn chưa? Mày đưa về và đánh cả cái thành phố Hà Tĩnh. Ba đen. Ba con đen. Ui. Thấy chưa? Thôi được rồi. Thế hôm nay là đến đây học đúng không? Dạ vâng. Đấy, bây giờ tóm lại nó là như này. Có các loại đĩa này. Bát này. Bây giờ em ở nhà em hay đánh cái loại đĩa như nào? Thường thường là ở đây là các sân chơi thì người ta hay đánh các cái dòng đĩa này. Thì em cứ chọn một loại đĩa của nhà em hay đánh đi. Anh chỉ từ cái đĩa của em đến cái đĩa khó nhất và dễ nhất. Mấy cái loại đĩa này, mấy cái lòng này hơi sâu ấy nhỉ. Ừ. Ở quê em nó hay đánh đĩa này này. Đĩa này là phổ thông nhất. Nó cao ấy, lòng nó ấy. Cái dòng này này. Vâng. Nếu như đánh cái đòn của anh là đòn không ngớp bát. Đúng không? Thì đánh cái dòng này nó là đánh dễ nhất trong tất cả các loại đĩa. Vâng. Còn cái đĩa này này là khó nhất trong cái đòn của anh đánh. Bởi vì nếu như đánh, các không biết là đánh ngớp bát là đánh, người ta thích đánh bằng cái đĩa này, đúng không? Đúng. Người ta cứ dí dí vào cái mép này. Đấy, canh lên như này. Trước em toàn đánh như thế. Ờ. Trong em ngớp như này. Ờ. Bây giờ không đánh như vậy nữa. Không đánh, không trôi nữa nhỉ? Không đánh được, đánh trôi làm sao được, bây giờ đánh trẻ con nó không biết. Đánh đòn không ngớp, không canh. Vâng. Thì trong những cái loại đĩa như này này. Đĩa này này, đĩa này này, đĩa này này. Đĩa này này. Đĩa này. Thì đĩa này là đĩa khó, là dễ nhất này. Đĩa của bọn em đang hay chơi ấy, là dễ nhất. Xong đến là cái đĩa này. Xong đến đĩa này. Và khó nhất là cái đĩa này này. Bởi vì nó mình không ngớp bát mà, không kênh mà. Thì cái đĩa G này nó không giải quyết vấn đề gì cả. Mà nó khó trong cái việc là mình điều quân và điều bát. Đấy, là cái thằng này là khó nhất. Thì bây giờ em hay đánh như này đúng không? Thì cái này nếu như anh dạy cho em ấy, nó chỉ mất khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ là em sẽ đánh được. Tuy nhiên khi mà em đánh đĩa này rồi, em học đĩa này ấy, chỉ học mỗi đĩa này không ấy. Thì lỡ may vào một cuộc chơi là người ta đánh bằng cái đĩa này chẳng hạn, hoặc là người ta đánh bằng cái đĩa này thì em không đánh được. Cho nên ấy, bây giờ để mà em học được hết ấy, em đánh được hết ấy, thì anh sẽ dạy em bằng cái đĩa khó nhất này. Khi em mà đánh được cái đĩa khó nhất này ấy, thì em đánh tất cả những còn lại rất là dễ. Bởi vì khó mà mình làm được thì việc dễ phải làm được đúng không? Okay. Bây giờ anh sẽ chọn cái đĩa khó nhất để anh dạy cho em. Okay. Chứ còn mấy cái đĩa này thì nó thật là anh đánh nó như là không bịp luôn. Đánh này sóc này, đặt số này, đây. Những cái đĩa kiểu như này thì đánh nói chung là coi như là mình đánh xanh chín luôn đấy, xanh chín hoàn toàn luôn đấy. Đây. Đấy, xong không có một động tác nào là thừa ra cả đây. Xong cầm tay ngay bát này, đúng không? Đây. Đặt số này. Đấy, xong rồi. Như thế mới là bịp trong xanh chín mà xanh chín trong là bịp, đúng không? Đấy. Thì bây giờ anh sẽ dạy cho đĩa khó nhất. Vâng. Em quân bát đĩa phải như nào anh? Em quân phải như nào? Quân xanh chín, bát đĩa xanh chín đúng không? Vâng. Thì bây giờ tóm lại như này. Mày lấy một bộ bài đấy. Mày chọn một quân mày cắt ra. Bát đĩa em biết xanh chín rồi, quân em không biết. Đây em cứ chọn đại của quân nhé. Ừ. Thường thường ấy đánh nếu như mà quân xanh này thì chọn quân đỏ mà cắt. Quân đỏ. Ờ, nếu khi mình mở quân đen cũng được. Thế hai đen hai đỏ được không? Như nào cũng được. Đây em cứ chọn hai con em cắt nhé. Cái này là cầm đi là mua đâu ấy. Dạ. Em mua trên mạng. Cái này nhà anh có đầy mà. Dạ. Ừ. Cắt hai con đen rồi. Cái này cắt nó tiện. Nhanh lắm. Đấy, tròn, vừa đẹp luôn. Đây. Mới vào anh biểu diễn em xem này. Biểu diễn nghe. Vâng. Phải biểu diễn đấy cơ. Xem trên mạng không tin này. Xem trôi học thôi. Ok. Bạn đi xanh chín này đúng không? Đúng. Quân xanh chín này. Quân này hơi ẩm nhỉ. Thôi rồi, không sao. Anh sóc bình thường này thôi. Đăng tay ngay bạn này. Rồi, ok. Đấy, xong. Như đây là trôi anh ạ. Xong rồi đây, đọc rõ luôn. Ok.
cái gì anh, ba trắng hay ba đen? Từ từ xếp đôi. Ba đen thường 1 tỷ luôn. Ba đen. Đọc được vị luôn anh. Ba con đen này một con trắng. À. Ba đen thật. Được chưa? Đánh như vậy có trôi không? Thế trôi, trôi quá. Đây sóc xanh chín thôi, mình sóc bình thường này. Đấy, cầm tay ngay bát này. Không có quanh bát, không ngớp bát, không cái gì cả. Đấy. Sấp đôi. Đánh đi ai ấy cũng sấp đôi hết. Rồi ok. Như thế. Đi chưa? Như thế trôi anh ạ. Bây giờ đi vào học luôn nhá. Vâng. Trước khi học, trước khi mà mình học đi sóc như thế nào và cầm bát cầm đĩa như thế nào, vâng, thì trước hết mình phải học cái phong thái ung dung tự tại đấy. Bởi vì ông đi đánh bạc và ông đi bịp người ta, ông cứ mặt lắm mắt la mày lém thì thôi, nói chung là chưa đánh người ta đang nghi ngờ rồi, người ta đã soi rồi. Vâng. Cái đầu tiên để mà đánh trôi ấy, thì mình phải làm sao cho những cái người chơi cùng mình người ta không nghi ngờ mình. Vâng. Thì phong thái mình phải ung dung tự tại, đúng không? Mình không phải là như thằng ăn trộm ăn cắp được. Mình ngồi này, vào này chiếm trệ này, ngồi sóc cái đó, ngồi đúng như gọi là kệ con mẹ bọn mày làm gì, làm tao ngồi đây chờ bọn mày sóc cắt sóc quân, rửa xong bát, đốt xong bát xong đĩa, kiểm tra hết thì bắt đầu là tao sóc. Thì bắt đầu vào cái đầu tiên là mình ngồi này, khoanh chân này đúng không, hai chân ngồi chém chạy như này này. Đấy, đấy là cái đầu tiên là phong thái. Khi mà mình ngồi như này rồi, bắt đầu úp bát úp đĩa vào, úp bát úp đĩa vào bình thường chứ không phải thủ thuật cái gì cả, úp bát úp đĩa bình thường như này. Đấy, cầm cái bát lên này, cầm một bát đĩa lên này. Đấy, thì nói về cầm bát này là các cái đốt đầu của ngón tay cái này, của bàn tay này nóng đầu tiên đấy. Đây đấy, đây cầm ở cái nóng đầu tiên thôi, chứ nhiều ông là cầm sâu như này, cầm sâu như này thì sau này khó điều khiển quân. Mình cầm thoải mái này, cầm như này rất là thanh mảnh, người ta nhìn vào không sợ là mình ngớp bát hay cái gì cả, bởi vì đó mình không phải lo ngớp bát. Mình đã không ngớp bát thì đừng có để người ta nghĩ là mình ngớp bát, thành ra người ta soi, hiểu không? Mình cầm thật là bình thường như này, hai ngón tay này đặt lên trên cái đít của bát này, đặt lên trên cái thành này luôn này. Chứ nhiều ông là cứ tì vào đây thì người ta sẽ sợ cái việc là nếu như cái đĩa gờ này, sợ là ông tì lên đây để ông kênh cái bát này lên này, đây kênh lên kiểu như này. Đấy, sợ tì này. Cho nên là mình cầm này. Cầm này. Được chưa? Đấy, cầm bình thường này. Khi mình cầm là mình nhấc cái bát cái đĩa lên. Đấy. Mình đặt hai cái tay. Đây mình ngồi như này đúng không? Mình đặt hai tay nó lên ở trên hai cái đùi này. Đặt lên. Đấy. Chưa? Đấy, cái đầu tiên. Đấy, đặt lên nha. Khi mà sóc ấy, mình thì nâng lên khoảng tầm 1 phân. Đấy, lui. Đây ở đây này. Lui vào đây này. Lui vào cái vị trí sóc. Vị trí sóc là vị trí nào? Cái vị trí sóc là vị trí nó nằm ở trước cái ống đồng này. Trước cái ống đồng khoảng tầm 2 phân. Để làm gì? Mình không được để trên ống đồng này. Bởi vì để trên ống đồng này thì nó gọi là gì? Là thô, đúng không? Người ta sẽ nghĩ là nam châm. Đúng rồi. Người ta sẽ nghĩ là nam châm. Ông sóc cái này là người ta sợ là nam châm, đúng không? Và người ta sẽ đặt ra chấm hỏi. Có thể người ta thằng nào nó lỗ mãn vào nó kiểm tra không có nam châm thì nó không sao, nhưng mà trường hợp là người ta không kiểm tra cơ, người ta cứ nghi là mình bịp, thành ra là người ta soi, chứ người ta nói bịp mẹ mà thằng này sốc bệ rồi thì vào kiểm tra không có bệ thì nó lại một cái đường khác. Đây nó không nói gì mà nó cứ nghi nó cứ ngờ mới là khổ, mới là nó không chơi được. Cho nên là mình để đây trước cái ống đồng mấy phân này, đây phân đây khoảng tầm 3 phân. Rồi mình sóc. Đấy. Đây làm đi. Cầm bắt đầu đặt xuống xong rồi phong thái à. Đấy. Đặt tay vào đây đã. Rồi nhấc lên sóc. Rồi. Đấy. Đấy là cái đầu tiên nhá. Cái thứ hai về cái việc sóc này. Sóc thì cái việc điều quân. Thường thường thì người mà sóc mà ngớp bát ấy thì người ta sẽ điều quân về trong cái lòng của mình như này này. Đúng rồi. Còn bản thân mình đánh cái đòn này mình không cần điều quân về đây, mình có thể điều quân sang bên này cũng được này. Đấy. Hoặc là sang bên này cũng được này. Đúng không? Đấy. Thì bây giờ mình học điều quân. Ví dụ như là muốn điều sang bên này thì mình phải làm như nào? Ví dụ như điều sang bên này nhá, thì mình phải sóc theo kiểu
ban đầu mình vòng cầm vào mình vẫn phải là sóc cân tay ngay bác, để thứ nhất là làm nó thích, thứ hai để cho quân nó tơi ra, sau này khi mà sóc vào quân nó không bị chồng cục như này, hiểu không? Bắt đầu mình sóc cân tay ngay bác như này đấy, để quân nó tơi ra nó không bị chồng á, là cái đầu tiên. Cái thứ hai là khi mình sóc như vậy rồi, đến lúc gần cuối thì mình nếu muốn biết điều về đây hạn, như thế này thì mình sóc thấp cái tay này xuống một tí đấy, thì quân tự động nó sẽ chạy sang bên này, thấy chưa? Nhìn tay mình cũng không phải là nghiêng, đúng không? Bây giờ em thử điều cho anh, từ quân đang ở đây sóc xong mà quân nó nằm ở vị trí bên này, điều sang hai bên là được, đúng không? Ừ, bên nào cũng được. Không phải hồi hết đây nhá, mình bắt đầu mình cứ sóc cân như này đến lúc gần cuối đấy. Ở nhà chắc cũng xem clip rồi đúng không? Sóc lắc cổ tay xem nhiều lắm, lỏng cái tay ra, lỏng tay ra đúng không? Kẹp quân lên rồi đặt xuống, đặt xong đầu đấy đặt xuống này. Được rồi, đây đây là đang lòng vào lòng mình, cho sang hẳn bên này đi, sang hẳn bên này đúng. Đó, còn mình đưa vào lòng làm gì đâu. Rồi đặt xuống, mở ra, chưa được, quân nó phải sang hết bên này mà. Mình đây chưa có độ rong, đây này, nhìn này, khi mà rong này mình sóc tơi quân này, cho quân nó tơi ra này, đây đấy, tơi quân này đấy, độ rong này mình rong rồng ra rồi, rong gần như này, thấy chưa? Mà sóc về bên này nhanh, về hẳn bên này luôn này. Chưa được, chưa được, sóc về hẳn bên này. Chưa được, quân được. Thấp cái tay này xuống một tí này, đến gần cuối thấp cái tay này xuống một tí. Này. Ừ. Được rồi đấy. Thấy chưa? Được. Đấy, quân về này. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là khi mà mình sóc cái này này. Cái quan trọng của cái này ấy, là mình làm đánh làm sao mà thật tự nhiên nhất, thật nhẹ nhàng nhất, thì cái cảnh giới để mà đánh mà không người ta không phát hiện ấy, thì mình sóc làm sao phải như là xanh chín. Vâng. Thì cái đòn đánh này ấy là mình phải suy nghĩ trong đầu là khi mình vào chơi ấy, mình không bị bợ gì ai cả, mình đánh nó là xanh chín, còn mình biết được trong đấy là chỉ là vô tình thôi, còn khi mà mình đã biết được rồi ấy, thì nó phải là chắc chắn 100%, đúng không? Nhưng mà cái việc mà mình biết chắc 100% ấy, đấy là vô tình, không may tôi biết chứ tôi không có ý. Thì làm gì? Thì là cái tâm lý của mình là cái thứ hai. Cái tâm lý nó là quan trọng. Tâm lý lúc nào mình cũng phải nghĩ đây là đánh xanh chín chứ không phải là bìm, đúng không? Đây này. Đấy, mình đánh xanh chín như này. Mình không phải nghiêng bát lên để cho quân nó dồn về đâu cả. Mình cứ sóc xanh chín như này cho người ta nhìn vào đã. Đến lúc nào muốn về đâu thì gần cuối muốn về đây chẳng hạn này. Về bên này chẳng hạn. Thì mình nghiêng lên thế này một tí, quân nó dồn về đây hết này. Vâng. Đúng chưa? Thì lúc nào muốn về đâu thì mình mới đưa về đấy. Là cái tâm lý là quan trọng nhất, là mình sóc thoải mái này, thả lỏng hai cổ tay này, sóc này. Đấy. Đấy, sóc xong này. Còn đi ra. Đây. Đấy, đặt xuống này, sóc xong này, đặt xuống này. Đấy. Này. Tâm lý thoải mái sóc lỏng tay ra. Sóc xong đặt xuống này. Ừ. Rồi, mở ra. Đấy là cái điều thứ hai. Điều thứ ba này, sóc khi mà đưa ra, đưa cái bát ra này, mà không được nghiêng bát vào đây, hiểu không? Bát là đi ra là phải thẳng thăng bằng như này, đi ra này. Đấy, thăng bằng này, hoặc là
mình đặt trên này xuống này, sóc đây đúng không? Đặt xuống đây này, nó phải thăng bằng này. Đấy, khi mà mình nghiêng như mình sóc như thế này thì cái đoạn cuối chỉ có một tí đoạn cuối thôi, sóc cân tay nghe bác này, cuối nghiêng một tí này, nhưng mà dừng lại này, nó phải là thăng bằng thì người ta nhìn vào người ta mới không biết đúng không? Thăng bằng nghe chưa ra? Đấy, chưa? Sau đây. Sóc hơn 2 tiếng rồi, bây giờ là nghiệm thu nhá, sẽ học được những cái gì nhá. Vâng. Đây. Dạy dễ hiểu không? Đấy, tới đi. Từ từ nhá. Mới vào này, cầm bát cầm đĩa như nào, phong thái như nào. Rồi, đấy, đặt hai tay ra đây này. Đấy, úp bát vào. Cầm lên, đặt trên tay này, đặt trên đầu gối này. Đấy, đền đầu. Đấy, cầm lên sóc, sóc đi. Cái phong thái ung dung thả lỏng ra đã. Coi như là mình chưa bị bậm gì ai cả, đúng không? Vâng. Đấy, sóc bài ván xanh chín thì xong bắt đầu là vào việc để nó quen cứng tay đã. Rồi bắt đầu đánh đi, đánh nhá. Đánh chưa? Đánh rồi. Cái gì? Sấp đôi. Mới chưa nào? Chăm chăm sấp đôi thôi. Ờ, được rồi, quân nó chạy như này là đẹp đấy. Anh đếp, đánh phát mấy phát nữa nào? Đánh bao phát? Xong chưa? Ừ, xong rồi. Ba con gì hay là bốn? Sấp đôi tiếp. Vẫn là sấp đôi. Vẫn cầu. Mở này, chắc chắn chưa? Chắc chắn. Đánh cái này đòn này nó không đánh thì thôi, đánh nó phải là chắc chắn. Đây. Sấp đôi chăm chăm luôn. Đánh cho anh phai vài phát nữa xem nào.